Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Ca sĩ Tố Như qua đời ở tuổi 38 vì ung thư máu. Mẹ ca sĩ Tố Như xác nhận con gái bà đã qua đời vì bệnh ung thư máu. Bà cho biết con gái bà mắc bệnh bạch cầu nhiều năm qua từ khi còn ở Việt Nam. Trước khi sang Mỹ định cư cùng chồng, cô nhiều lần sang điều trị tại Singapore và kết quả cũng khá khả quan. Tháng 7 năm 2014, Tối Như sang Mỹ định cư cùng chồng thứ hai. Trước khi đi, cô đã giới thiệu album Crazy Girl trong tiệc sinh nhật ngày 1 tháng 7 như một lời tạm biệt bạn bè, đồng nghiệp. Trong buổi tiệc, Tối Như cho biết cô dùng hết tâm huyết vào album này như một kỷ niệm trước khi cô theo chồng định cư tại Mỹ. Cô nói có thể chỉ khi sắp rời xa, ai cũng sẽ thấy cảm xúc trong lòng mãnh liệt nhất. Tôi muốn làm điều gì đó thay lời tri ân cho một quãng đời nhiều vui buồn đã qua, thành công và cay đắng đã có, đồng thời mở ra một chặng đường mới. Mẹ tối như cũng cho biết, kia qua Mỹ chưa được bao lâu, hay tin bà bệnh, cô đã lập tức bay về Việt Nam để chăm sóc bà. Nhưng đến khi trở lại Mỹ thì bệnh của Tối Như tái phát kèm theo nhiều biến chứng Tối như qua đời ở tuổi 38, cô sẽ được hỏa táng và gửi cho cốt về Việt Nam.